Hello class. Today we continue with Unit 11, Grade 8, Swearing Arabic Nouns. In this part, we teach you new grammar and transformation. Request we do or would you mind? Xin chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học Unit 11. Anh Văn Tám đi du lịch vòng quanh Việt Nam. Ở trong phần này, cô sẽ dạy các em điểm ngữ pháp và biến đổi câu. Các lời yêu cầu với do hoặc would you mind. Để giúp em hiểu bài rõ hơn thì cô sẽ trình bày bằng tiếng Việt nha. Như các em biết, ở điểm ngữ pháp và biến đổi câu này là một trong những nội dung sẽ ôn tập học kỳ 2 sắp tới. Các em chú ý lắng nghe và chúc em học tốt nha. Trong bài học này, chúng ta học cách sử dụng mind trong các câu yêu cầu ai làm việc gì và yêu cầu sự cho phép. Chúng ta sẽ đi vào ý thứ nhất trước tiên. Yêu cầu ai làm việc gì? To ask someone to do something. Ví dụ, do you mind closing the door? Phiền bạn đóng cửa giùm. Ví dụ thứ hai, would you mind opening the window? Phiền bạn mở cửa sổ giùm. Ở trong hai câu này, chúng ta thấy do và to would. Thì sao từ mind là verb in, closing, opening. Vậy chúng ta có công thức như sau. Do you mind hoặc would you mind cộng verb in. Nếu ở phủ định thì chúng ta thêm nó sau từ mind. Để đáp lại lời yêu cầu, nếu chúng ta đồng ý thì chúng ta sẽ nói như sau. No, I don't mind. Không, tôi không phiền. No, of course not. Không, đương nhiên là không. Never mind. Không phiền. Nếu chúng ta không đồng ý thì chúng ta sẽ nói như sau. I'm sorry, I can't. Tôi xin lỗi, tôi không thể. I'm sorry, that is not possible. Tôi xin lỗi, điều đó là không thể. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập thực hiện yêu cầu và phản hồi dựa vào cấu trúc chúng ta vừa mới học xong là do you mind hoặc would you mind còn vấp in, nghĩa là bạn có phiền không. Chúng ta cùng quan sát bức tranh nha. Ở đây tối rồi mà anh chàng còn chơi nhạc nữa thì cô gái này cảm thấy gì? Bực mình. Thì cô gái này sẽ yêu cầu anh chàng này làm gì? Thì dựa vào tờ gợi ý của cô, turn music down. Và anh chàng này phản hồi đồng ý ra sao thì con sẽ làm cho cô nha. Nhớ A là lời nói của cô nàng, B là lời nói của anh chàng. Được chưa? Sau đó cô sẽ show câu của cô cho các con xem nha. Đã xong chưa? Cô show câu của cô nha. Do hoặc would you mind turning the music down? Bạn có phiền khi tắt nhạc không? Thì anh chàng này trả lời ra sao đây? No, I don't mind. Không, tôi không phiền. Ngoài ra từ này thì chúng ta có thể dùng từ khác để mà trả lời cũng được không ha? Hoặc là no, of course not. Hoặc là never mind. Chúng ta tiếp tục luyện tập với cấu trúc do you mind hoặc would you mind cộng verb in nhé. Chúng ta cùng nhìn xem bức hình nào. Cô gái đã yêu cầu anh chàng này làm gì? Dựa vào mẫu câu của cô. Take photograph. Và anh này đã phản hồi ra sao? Nhớ dấu cross này là phản hồi không đồng ý. Rồi các con luyện tập cho cô đi nha. Nào, con show ra nhé. A. Do hoặc would you mind taking me a photograph? Phiền bạn chụp cho tôi tấm hình được không? Anh chàng đã trả lời ra sao? I'm sorry, I can't. Xin lỗi, tôi không thể. Quay trở lại, cách sử dụng mind trong các yêu cầu. Thứ hai, yêu cầu sự cho phép, ask for permission. Ví dụ, do you mind if I close your book? Bạn có phiền nếu tôi đóng sách của bạn? Ở đây em thấy chữ do không? Mà sao chữ do đó, sao if I sẽ là động từ ở hiện tại đơn? Cô có công thức như sau. Do you mind if I cộng với lại động từ ở hiện tại đơn, verb in simple present. Vẫn câu ví dụ trên, cô biến đổi chữ do thành chữ would. Chúng ta cùng xem nhé. Would you mind if I close your book? Ở đây các em thấy chữ good thì sao if I
là động từ ở thì quá khứ đơn. Cô có công thức như sau. Would you mind if I plus verb in simple past? Nhớ giùm cô nhấn mạnh nha. Ở đây thấy chữ do thì sau if I là động từ ở hiện tại đơn, mà would thì sau if I động từ ở thì quá khứ đơn, verb ed hoặc là verb 2. Để đáp lại lời xin phép, thì nếu chúng ta đồng ý thì chúng ta sẽ nói như sau. Turn, không sao đâu. Please go ahead, bắt đầu đi. Please do, cứ tự nhiên. Còn nếu chúng ta không đồng ý thì chúng ta sẽ nói ra sao? I would rather you didn't, hoặc I would rather you didn't. Hai câu này đều có nghĩa là tôi muốn anh đừng làm thế. Bây giờ các con chép vào tập nhé. Chúng ta cùng luyện tập nha. Với cấu trúc do you mind hoặc would you mind if I, yêu cầu sự cho phép. Chúng ta cùng quan sát bức tranh nha. Đây, bức tranh này đây. Quý ông đã quên điện thoại ở nhà rồi, nên muốn mượn một điện thoại của quý bà lịch sự một cuộc phone về nhà cho vợ. Thì ông đã nói gì với quý bà qua từ gợi ý của cô? Use mobile phone. Thì quý bà đã trả lời ra sao? Thì các con sử dụng câu trên để làm nha. Nhớ cho cô, A là lời nói của quý ông và B là lời nói của quý bà. Sau đó cô sẽ đưa ra câu của cô nha. Đây, câu của cô đây. Do you mind if I use your mobile phone? Hoặc would you mind if I use your mobile phone? Bà có phiền nếu tôi sử dụng điện thoại của bà không? Quý bà trả lời ra sao nha. Please do, cứ tự nhiên. Chúng ta tiếp tục luyện tập mẫu câu. Do you mind if I hoặc would you mind if I, yêu cầu sự cho phép. Chúng ta cùng quan sát bức tranh nhé. Và đây là gợi ý của cô. Smoke, hút thuốc. Các em làm nhé. Rồi các em xem câu của cô nhé. Do you mind if I smoke? Would you mind if I smoked? Bà có phiền nếu tôi hút thuốc không? Cô gái sẽ trả lời ra sao nha. I would prefer you didn't. Tôi muốn bạn đừng làm thế. Các con về nhà nhớ luyện tập thêm một số mẫu câu nha. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập áp dụng những công thức chúng ta vừa mới học xong. Làm bài tập trắc nghiệm chọn đáp án đúng nhất. Ở đây cô có 4 câu. Các con sẽ lấy giấy bút ra, con làm. Sau đó cô sẽ xô đáp án. Rồi con làm nha. Giờ cô sẽ xô đáp án cô nè. Ở câu thứ nhất, đáp án cô sẽ là turning. Phiền bạn tắt TV dùm. Thì sau do you mind sẽ là verb in. Đáp án thứ hai, smoke. Bạn có phiền nếu tôi hút thuốc không? Sau chữ would you mind mà chữ good thì chắc chắn phải là verb 2 hoặc là verb ed. Câu số 3, đáp án cô sẽ là B. Còn A, C, D không phù hợp với yêu cầu trên. Would you mind closing the window? Phiền bạn đóng cửa sổ giùm. B ý nghĩa là gì? Không, tôi không phiền. Câu số 4, đáp án cô sẽ là A. Do you mind if I use some question? Bạn có phiền nếu tôi hỏi bạn một vài câu hỏi? A là gì các em? Vâng, bắt đầu đi. Còn B, C và D không phù hợp với lại yêu cầu trên. Bây giờ chúng ta qua phần biến đổi câu. Bạn có sử dụng cấu trúc do you mind hoặc would you mind cộng not cộng verb in để thực hiện yêu cầu lịch sự hơn. Chúng ta qua ví dụ thứ nhất nha. Could you open the window? Bạn có thể mở cửa sổ được không? Chúng ta sẽ chuyển như sau. Do hoặc would you mind opening the window? Chúng ta thấy chữ từ you là chủ từ trong câu. Thì sao chủ từ là động từ open? Thì sẽ biến đổi thành opening.
Ví dụ thứ hai. Please don't play your music so loud. Làm ơn đừng chơi nhạc to quá. Thì chúng ta sẽ biến đổi như sau. Do hoặc would you mind not play your music so loud. Phiền bạn đừng chơi nhạc to quá. Ở đây chúng ta thấy từ don't là phủ định, thì sẽ biến thành not sau từ mai. Play sẽ biến thành playing. Các bạn nhớ cho cô vấn đề nha. Khi người ta yêu cầu mình biến đổi sang cấu trúc do hoặc would you mind, thì nhớ cho cô, các em thấy chị you không? Lập tức cho cô nha. Luôn luôn sau từ mai này bắt buộc phải là verb in, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu thấy từ don't là phủ định thì don't này biến thành từ not sau từ mai rồi mới cộng verb in cho cô. Nhớ nha các em, và nhớ học thuộc lòng cấu trúc này giùm cô nha. Phần tiếp theo, biến đổi câu bằng cách sử dụng could you mind hoặc do you mind if I. Chúng ta có ví dụ như sau. May I ask you a question? Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi được không? Ở đây, ai chức năng trong câu là chủ từ. Ask là động từ. Thì chúng ta sẽ biến đổi như sau. Do you mind if I ask you a question? Bạn có phiền nếu tôi hỏi bạn câu hỏi. Ở đây thấy chữ do không? Nếu chúng ta dùng do thì sao if I này phải là động từ ở hiện tại đơn. Bây giờ cô không dùng do mà cô dùng would you mind thì như thế nào đây? Would you mind if I ask you a question? Thì sao would you mind dùng cho good thì sao if I sẽ là động từ thêm me đi ở simple part at. Rồi, các em chú ý giùm cô nhé. Có hai điểm. Điểm thứ nhất, nếu mà ta thấy chủ từ là ai thì chắc chắn đổi thành cho cô có dạng if I. Nhớ nha, chủ từ là ai thì đổi qua dạng if I cho cô. Nếu chúng ta dùng do thì sao if I này động từ ở hiện tại đơn nguyên mẫu cho cô. Còn chúng ta dùng would thì sao if I này là động từ ở thì quá khứ đơn, là verb ed hoặc verb hai. Nhớ cho cô nha. Rồi, nhớ học thuộc lòng phần này cho cô. Bây giờ cô có bài tập nhỏ nhỏ dành cho tụi con nha. Viết lại câu thứ hai mà có nghĩa tương tự câu thứ nhất bằng cách sử dụng cấu trúc do you mind hoặc would you mind. Bây giờ cô có 4 câu, tụi con lấy giấy bút ra làm cho cô trong vòng 2 phút, sau đó cô sẽ sửa bài. Rồi, cô sửa bài nha. Ở câu thứ nhất, could you take me to the airport? Bạn có thể đưa tôi đến sân bay không? Ở đây, chủ từ là you. Hồi nãy cô chỉ mèo rồi đúng không? Nếu chủ từ là you, thì chúng ta sử dụng do you mind hoặc would you mind cộng verb in. Bởi vì sao? Vì đó là yêu cầu người khác làm gì. Và sao chữ you là động từ take? Chúng ta sẽ đáp án của cô nha. Would you mind taking me to the airport? Phiền bạn đưa tôi tới sân bay. Ở câu thứ hai, please don't smoke. Làm ơn đừng hút thuốc. Em thấy từ don't không? Thì đây là dạng phủ định. Thì phải có not sau từ may rồi cộng verb in. Chúng ta xem. Do you mind not smoking? Phiền bạn đừng hút thuốc. Hoặc là would you mind not smoking? Ở câu thứ ba, could I borrow your newspaper? Tôi có thể mượn tờ báo của bạn không? Em thấy chủ từ là ai không? Thì chắc chắn phải dùng if I. Giờ chúng ta xem đáp án của cô nào. Do you mind if I borrow your newspaper? Bởi vì đây là do thì động từ sau if I phải là hiện tại đơn. Chúng ta giữ nguyên.
Bạn có phiền nếu tôi mượn tờ báo của bạn không? Câu số 4. Shall I ride? Tôi sẽ lái xe nhé. Ở đây em thấy I, đúng không? Chủ từ là I thì sẽ là if I. Nào xem đáp án của cô nha. Would you mind if I drove? Thì cái đây thấy chữ would, thì sao if I là động từ ở quá khứ đơn. Đây là verb 2. Cô đã sửa xong bài tập cho các em. Thì bài học hôm nay đến đây là hết, là kết thúc. Thì cô mong các em cố gắng học bài, làm bài đầy đủ, không những môn cô mà tất cả các môn còn lại. Và trong mùa dịch này, cô mong các em nhớ về sức khỏe nha. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại sau nha.